chị, đó là dấu hiệu cảnh báo các chị gặp phải với kỹ năng viết của mình. Khi mà bán hàng thì chúng ta thấy được rằng là content và dạng text, tức là dạng ký tự rất là quan trọng, nhưng chúng ta luôn luôn gặp phải đó chính là vấn đề về kỹ năng viết của các chị, nó bị rất nhiều lỗi. Số 1 chính là mắc lỗi sai, chính là các chị thường nhầm ch, kr, n, l, r, z và g. Đó, những cái lỗi mà nó hay bị mắc nhất chính là các phụ âm đó. Và khi mà viết sai chính tả thì ảnh hưởng đến rất là nhiều cái khi mà độc giả họ đọc ấy, hoặc là khi khách hàng, khi người xem họ nhìn vào ấy, họ thấy rất là khó chịu. Thứ hai đó chính là lặp từ quá nhiều. Các chị ví dụ là hay có nhiều chị thì cứ sử dụng từ và cái và đấy đó, khi mà sử dụng nhiều ấy, người đọc cũng gây ra cho họ một cái cảm giác đấy là không thích thú với cái bài viết đấy. Và một content hay tức là một content tức là loại bỏ đi cái sự lặp lại lặp từ quá nhiều ấy. Và số 3, dấu hiệu cảnh báo số 3 đấy chính là các chị sử dụng nhiều từ nối trong một đoạn văn. Ví dụ như tuy, nên, rồi, vì thế mà, nhưng lại cùng một trong một đoạn văn ngắn. Thế nên là đó sẽ gây ra cái là khó chịu khi đọc. Và dấu hiệu số 4 đấy là người khác đọc bài của các chị nhưng họ lại không có phản ứng, ví dụ như là quá an toàn, thứ hai là quá nhàm chán, và thứ ba là quá khó hiểu. Bởi vì có rất nhiều nội dung nhưng để cho người đọc họ hiểu rõ nội dung mà không bị nhàm chán, không bị khó hiểu thì đó là khi các chị đã bị lỗi. Dấu hiệu số 5 là mọi người thường hay mơ hồ sau khi mà đọc cái bài viết của bạn, tức là nó không có cái chính xác, nó không có cái định tính định lượng ở trong đó. Và số 6 là chính bản thân các chị đọc lại cái bài viết của mình còn cảm giác là gì, dối như thế này thì làm sao mà người đọc người ta không thấy như là một cái mớ khó hiểu được, đúng không ạ? Và số 7, cùng một cái ý, cùng một cái diễn đạt là cho một cái vấn đề đấy nhưng mà lại sử dụng quá nhiều câu. Ví dụ như là các chị mắc một cái bệnh đó là lan man, nó đi sâu, đi trúng, đi đúng vào cái vấn đề đấy thôi thì nó chỉ cần đến 2 đến 3 câu, nhưng các chị cho đến quá 5 câu là nó đã thấy là dài dòng rồi. Và dấu hiệu số 8 các chị thường hay mắc phải đấy là lạm dụng dấu 3 chấm. Khi mà viết content họ thấy sức mạnh của content chính là dấu chấm. Còn nếu như mà các chị biết dấu 3 chấm, tức là sau 3 chấm đó nó còn có rất là nhiều, ví dụ là nhiều vấn đề, nhiều nỗi đau, hoặc là nhiều cái làm cho khách hàng thấy rằng là sau cái 3 chấm đấy thực sự là còn rất nhiều cái nữa chứ không phải chỉ dừng lại đây. Nếu khi mà dừng lại thì họ có khi họ còn kích thích gia tăng cái mong muốn là được khám phá chinh phục tiếp. Thế nhưng mà còn 3 chấm nữa tức là họ cũng bị oải theo. Và dấu hiệu số 9 đó chính là không trình bày rõ ràng. Một cái content hay thì các chị thấy là nó rất mạch lạc, có mở thân kết 3 phần rõ ràng, nhưng cái phần nào là phần quan trọng chính là phần thân. Phần đấy sẽ giúp cho các chị tập trung hết tất cả các nội dung. Còn phần mở là giới thiệu, phần kết là phần đóng lại và kêu gọi hành động. Thế thì các chị hãy tập trung vào cái phần nội dung của content, đó chính là các chị triển khai ý để các người đọc, khách hàng họ nhận ra được là cái vấn đề họ phải. Vậy là em Hồng Lan đã chia sẻ với các chị về những dấu hiệu cảnh báo mà các chị đã gặp phải vấn đề với kỹ năng viết của mình. Vì một content hay thì các yếu tố rất là nhiều, nhưng trong yếu tố đó đấy chính là các chị sẽ luyện cái văn phong, luyện cái cách viết của mình sao cho nó hiệu quả. Cảm ơn các chị đã lắng nghe video này của em Hồng Lan, và rất vui khi em Hồng Lan được dành tặng cho các chị một cuốn ebook rất là tuyệt vời. Các chị chỉ cần comment tôi muốn nhận thì ngay lập tức cuốn ebook đó sẽ được gửi đến các chị, và hẹn gặp lại các chị ở video tiếp theo.